Có bác xem anh Chiến của bọn em đang phải tiếp cận một cái tổ ong đá nằm sâu trong cái vách đá ấy, bác này. Đây anh Chiến một cao thủ về săn mật ong đá. Đang phải cầm búa để đập những cái tảng đá ra để thò tay vào những cái khoang sâu để có thể mò được những cái tổ ong đá nằm sâu trong cái vách núi đá. Đấy, cái việc mà bọn em đi khai thác trong rừng sâu này thì không thể là có những cái máy khoan khủng như 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 được ở các nơi gần dân cư được, phải hoàn toàn bằng thủ công và dùng búa sao beng các thứ để cậy phá những cái tảng đá ra để tiếp cận được với tổ ong đá. Công việc này rất là khó khăn theo bác xem này. Xem bách bách trượt chân cái là rất là nguy hiểm. Như các bác đã xem thì cái sao ong đá nó rất là đen, tại vì sao cái cấu trúc tổ nó nằm trong khoang đá hoặc những cái gốc cái thân cây, thì để mà cái sao ong đá nó càng già nó càng đen và nó được bảo quản hầu như là tránh nước hoàn toàn ở ngoài những cái ảnh hưởng của cái tự nhiên. Hãy cho xem này, hãy cái sáp của mật các bác nhìn rõ, nó nằm trong khoảng tầm gần 2 mét đấy. Lấy cơm đèn đi. Đây đem soi vào cho các bác xem. Đấy, ong ở trong vẫn ong quân của nó vẫn chưa bay hết. Bọn em sâu quá như khuôn này phải cầm những cái bó đuốc sâu nhỏ mới thò được tay vào. Ông khỏi chết hết ông đường. Nhẹ thôi anh ạ, không rách tay ấy. Ở đá trên có đá dăm ở trên, đá nhọn ở trên. Nó xem này, sau khi phá đá rồi mình moi được thì dùng nhiều cách để moi được những cái sáp mật ra rất là khó. Tổ nhiều mật phết anh nhỉ. 5 bầu mật, 4 bầu mật, 4 bầu mật to. Nó khó quá. Cho bớt khó đi anh ạ.